Hi, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với cả channel của mình là Nam đây. Ngày hôm nay lại trở lại với anh em trên con Thiên Đường Trò Chơi, một trong con game top ở cái thị trường Việt Nam này. Hôm nay thì mình muốn lên một tí kèo nhỏ với anh em theo công thức và phương pháp chơi ở bên tài xỉu MD5 Mini, và đây sẽ là một con game mình nghĩ rằng là có thể là xoay chuyển được tình thế từ cái vốn nó loanh quanh khoảng cỡ là 10 cục quay như mình ngày hôm nay. Ok anh nhỉ? Thì nói chung là những con game 1-1 bây giờ nó đa dạng sản phẩm lắm các bạn, nên là các bạn chơi thì các bạn nên chọn lọc làm sao để từ những cái khởi khởi điểm anh em ơi. Rồi ơi, là nếu như các bạn có chơi thì các bạn nên cân nhắc nhá. À, nó khó khăn, chống rất khó khăn luôn đấy các bạn ạ. Dăm ba quả cầu game này bây giờ nó phải dựa theo nhiều yếu tố lắm. 4 đồng 4 đồng, làm cây 4 đồng 4 đồng 4 lúa. Tài xỉu MD5 thì vẫn là một cái con game mà mình nghĩ rằng chơi rất là sướng. Nếu như mà mình mà có được cái phương pháp mà bắt cầu bằng cái dãy hàm số này á thì nó chỉ được một phần thôi, còn tập trung chủ yếu là theo cầu anh em ạ. Trời ơi, 9 cộng 0 là lẻ rồi, cứ chặn tài lẻ xỉu thôi, quan trọng gì đâu. À, nó đòi này khóc quá trời khóc. ôi giời ơi luôn anh em à, lụm luôn cây cây này thì quá tuyệt vời rồi anh em à. Nên là nếu như anh em có chơi thì anh em nên cân nhắc tuyệt đối nhá, không có là toang anh em ạ. Và ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho anh em các phương pháp và chơi làm sao để có thể có lợi nhuận cao nhất là được anh em ạ. 4 cộng 0 à, đẹp 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 cũng chả đẹp được đâu, nhưng mà chắc là chơi được là về lâu về dài thì ổn anh em ạ. Ủa 9.7 à, cái kia là 8 chấm mà lụm mà 8 lốp mà anh em. Khó 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 khó. Ôi rồi luôn anh em ơi. Ôi trời ơi, hai ba này. Hai ba lúa. Khoai khoai toàn khoai rồi anh em ơi. Tưởng lụm được nhưng mà hóa ra là mình cũng chỉ đánh cho anh em ạ. Cầu này nó hơi khó đánh một tí. Nó hơi khó. Tắc 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 tắc. 25. 4 cộng với 3 là 7 điểm này. 7 này thì chắc là theo như mình thì từ trước giờ là mình vẫn bắt cây tài đúng không? Cái cầu 1 cầu 33. Ok 33 luôn. 1 2 3 7 cộng 6. Đây. 89. Rồi ok. Thơm rồi đấy. Ba hai một nhiều. Ui giời, thơm 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 quá là ngon luôn anh em ạ. À, thế này là cũng khoảng cỡ là 3/6 là ok la rồi đấy, nhưng mà chơi thì dù sao chăng nữa thì mình cũng nên cân nhắc nhá anh em nhá, đừng lên tham cầu là một, cái thứ hai là ngân sách của mình không nhiều thì mình đánh làm sao từ những cái vốn ban đầu nó ổn là được. Mình nghĩ là từ chữ ổn thôi, không nên tham. Ok nhá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ăn tay bỏ tay, ăn tay bỏ tay. Ăn tay bỏ tay. Bỏ một tay nha các bạn ơi. Ui, quá là nét luôn chứ. Ui, may may quá. Có khi là về thế cầu 33 cũng đẹp, cầu kia cũng đẹp. Nói chung là cứ chậm mà chắc thôi. Thế là trời.
Chào yêu lầm. Khó nói. Đây. Đến cái khúc này rồi thì mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một cây nữa em nhá. Đây là cây bị xỉu nữa này. Cầu 33 đang khá là đẹp. Nói chung là đánh cứ có lợi nhuận là được. Đây rồi, đây rồi. Ổn này. Hợp lý này. Xem nào, hai, một, vô, trời ơi trời, cầu nó hơi lắc léo anh ạ, à. Thôi nói chung là hôm nay cũng có lãi rồi, chốt đơn anh nha, ok, thì hôm nay mình đã chỉ cho anh em phương pháp chơi ở bên MD5 Mini, anh em chơi thì anh em nhớ like đăng ký giúp mình nhá, ok, hợp đạo mọi người. À, kết thúc video rồi anh em ơi, như anh em đã thấy thì kênh của mình chuyên làm về con vua club này. Hãy chia sẻ những cách chơi, những phương pháp chơi ở bên Vua Club, đặc biệt là cái tài xỉu ở bên này. Cái này thì được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân mình, dành riêng cho anh em tham khảo. Đấy, chúc anh em chơi con Vua Club thắng lớn. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye anh em.